Hello, xin chào anh Bình ở Sa Đéc, Đồng Tháp nha. Và em chào toàn thể mọi người nha. Chiều ngày hôm nay thì em có lên cái đơn này, em giao cây cần thăn cho anh Bình nè. Đó, em quay lại cho anh và mọi người cùng xem luôn ha. Đó. Đó, cái cây cần thăn nó như thế này ha cả nhà mình. Đấy, cây nó tầm tầm như vậy nha mọi người. Một lát nữa em đăng lên rồi em gửi cho anh xem mình rồi em coi cây lại rồi sáng mai em giao cho anh ha. Cái này thì em giao xe luôn mọi người. Gần gần đây thì cái đơn nhiều như thế này, cái đơn này 1.000 cây nè, thì em có thể là giao bằng xe luôn để cho nó nhanh, đỡ bù điện, nhiều khi nó đi mấy ngày nó cũng tổng cây ha. Như này cái em chở em giao luôn nè. Cây này về mọi người thay qua cái túi lớn hơn ha, sửa rễ đồ lại. Nó đang độ tuổi lớn của nó nè. Đó, rồi phân thuốc vào vô, cây này mau lớn lắm, dễ trồng dễ nuôi nha. Mọi người có thể làm kỹ hay là ở cây này nó họ với cây cam á mọi người. Mọi người có thể là ghép những cái giống cam quýt đồ vô là đều được hết nha. Mọi người họ ghép cây cam Nhật rồi đó. Đó, gốc to to chừng cỡ ngón tay đó là ghép dừa. Cái gốc ghép nó phải lớn hơn cái bò ha, thì nó mới nuôi cái bò nổi. Đấy. Rồi cái nhà mình cần cây cần thăn này thì liên hệ với em qua số điện thoại 0917 nha, 072 138. Rồi, em ở Bến Tre ở nhà mình. Đó. Rồi em chào cả nhà mình ha.